Má. Cái gì mà đêm khuya tự nhiên không ngủ? Nín, ra đây khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này. Không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con có sợ ma. Con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm. Cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đâu nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao sợ. Trời ơi con ơi. Con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ ông mà nghe được cái thông tin này. Trời ơi, việc trước là ông sẽ cạo đầu mày. Ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi, má đẻ mày có một đứa con gái một à. Còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ ừ. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má, ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi đàn bà không có chân mày luôn á. Tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu. Chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy. Trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Bây giờ qua tối đêm nay nghe không? Qua tối đêm nay đi. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi. Trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi thiệt, cái má sanh ra có hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó à. Trời ơi trời, sinh sao giờ vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tâm cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Hey, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Sao? Tôi khổ má. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì, dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Dì vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Dì? Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là lòi đó chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì. Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, có ba người mình. Bây giờ nè, mà có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi, tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra rồi tôi lo cho. Trời Út ơi. Dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Mà con đi ra ngoài đường, con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Chứ con đứng dậy, chứ con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con? Chị ơi, bây giờ vậy dì nè. Dì là có chồng mà hoài còn chưa có chữa được nữa đây nè. Dì ơi, bây giờ tôi lại dì. Bây giờ á, dì là em của tôi. Nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha. Con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nha. Con nhớ chim nghe. Non trên cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út, bé Út có chuyện gì ba người ở đây vui quá vậy? Không có chuyện gì đâu, có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm má. Dì
hai. À, không. Tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Nhớ gì kỳ quá. Khổ là tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ, con đôi khi con quên cái giới tính của mình. À, thôi được rồi, má không nói được rồi. Thôi nha, tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết này, rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta vậy Út? Biết rồi, kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. À, trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, con Út nó có thai. Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tôi rối quá, mày đừng có nhảy nữa. Trời ơi. Bây giờ ơi, mày nghe má nè Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi Út ơi, sức mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được nè Út ơi. Thả cho mày cái bây giờ. Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá, cao sách. Đi nè, yeah. Bây giờ vậy nha. Em, Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có 4 người thôi. Chỉ có 4 người. Có 4 người mình biết thôi đó. Má dặn nè, có dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Ừ. Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không, không có nói ra đâu. Dạ. Sao mình biết ơi, với nhau thôi. Chỉ có 4 đứa mình biết thôi. Ừ, với nhau cũng không dạ, được nói nghe không chưa. Không có được nói ra con, đâu đó. Con hứa chỉ 4 đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Ừ. Bây giờ phải sao nói gì hết trơn nha. Ừ. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi dạ, rồi từ từ mình tính nha. Dạ. Ừ. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. À, chị hai. Má khổ quá. Má khổ làm chị khổ là lộ. Dạ dạ, không má. Có. Chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì. Làm được gì khổ? Dạ. Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị dẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chị hai? Dạ. Hả? Dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Tôi, đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi còn nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị 20 mấy năm nay rồi. Nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý vậy? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À. Này là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Yếu sinh lý. Ê, mà nơi sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi trời, nhục quá. Mẹ à. Vậy tới bây giờ cũng không biết tại sao Dượng có mất con. Sao giờ? Đàn lép. Phan chí dép cho cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à. Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Tao nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu. Chị hai ơi, sau những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai.
Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chỉ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tôi với tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem mà luộc ăn hết ông rồi. Bà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dượng? Nó sao mà có chữa được? Chứng đâu mà chữa? Có chứng mà. Chứng ông đâu tôi chứ chứng. Trời ơi Dượng nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được? Đẻ đâu? Đẻ nách mà. Vậy chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng vậy nè. Trời ơi trời. Còn Út. Còn Út nó có chữa. Trời ơi là trời ơi. Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có. Mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nè con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Hết chuyện nói hả Dượng? Chết mẹ. Nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Bây giờ sao mày chưa Dượng có ơi? Chồng mà mày có chữa. Chết rồi chết rồi Dượng. Cha mày mà ông biết nghe. Ông cạo đầu hết cả cái nhà này. Ông giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi bây giờ sao mày khổ quá Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần nhỏ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn trong bão đó không hả Dượng? Bởi vậy nè. Ông anh hai tôi giờ ông giữ nhất nhà đó mà biết một cái ông giết cả cái nhà. Biết rồi. Vậy bây giờ mình phải tính kế nè. Dạ bây giờ sao giờ Dượng? Thôi được rồi dạ. Bây giờ dù gì đi nữa tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe. Tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi nói dành cho gia đình này. Bây giờ đó anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói với anh hai á, nếu có giết thì giết hết gia đình này trừ tôi ra. Bị tôi là rẻ mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Út đây, tôi làm sao, tôi vợ ông nè. Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi, đúng rồi vậy hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng đây. Nói gì kỳ cục vậy? Nói vợ mình mà vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Lên bây giờ đó, ngày mơi. Chị với con Út. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó ví dụ như ông quánh mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu mình ụp tóc giả lên liền. Trời ơi Dượng hay quá. Dượng hay quá. Nói chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng không giúp được cái gì hết. Bây giờ sao? Rồi tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. Phá thai đi. Phá đi. Ác quá. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ ra cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai. Hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi. Tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi? Tôi thì mắc anh hai. Dượng ơi. Chứ sao vậy? Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng giận mà nói. Dượng ơi khổ đi. Lắm rồi. Chết mẹ ông dậy rồi, ông dậy. Mày dậm chi cái ông dậy tí chưa? Sao má giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba ba. Chết già rồi. Đứng im đó, im lặng. Chết ông giết sao hết. Tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Trời. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Gió mùa tu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ. Ở đây
riết hồi cái nhà này tao không biết là ru chồng hay ru con. Trời, xong dễ ngủ như trời mới ru như má, đó ngủ dậy ba bảy ngủ rồi đừng có rần rần nữa. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này biết thôi nha. Bây giờ vậy đi, bây giờ tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác, hiểu không? Nhưng mà đặc biệt sao là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Có dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay vô. Đúng rồi, nhớ nha, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi Dưỡng ơi. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thầy? Trời ơi, nó có 5 người biết sao chị vô trọng chị kể chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thầy là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chủ quan mộng du giữa này. Áo Hường gì vậy Dượng? Bồng nó vô ngủ đi. Dượng nói sao vậy? Dượng có nhà lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Ổ cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ đâu có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dượng ơi Dượng, mày đỡ mày nó lên ba trăm người nó vô cho Long đỡ nó vậy. Khổ quá. Thiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dượng này né ra coi, mày dạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê, mất dạy, mày nói gì bóng muộn mày? Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói dỗi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, có chị hai nè. Dượng, bây giờ nó không nói đàng hoàng tôi quýnh chết cha nữa đó. Trời ơi mày hả? Nói ăn nói gì thôi thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nó ra đây nó nằm không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy. Ê, mà nói cho mày biết nè, dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. À, em xin lỗi chị hai. Mình ơi mình. Nóng quá mà, nóng quá. Nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Qua. Quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửi Dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đập mày chết cha mày vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, đi qua xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy.
Sao tao vậy? Nói cho mày biết nha, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tao... Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ, em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ, con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó. Hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có. Mộng du đâu có lây. Má khổ lắm. Quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, má sướng lắm. Không có gì hết, thôi hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô đi, vô ngủ đi. Vô đi, biết cái gì? Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dương nói vậy? Đâu có liên quan gì tới mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình. Cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tức quá đi, con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi. Khổ quá trời. Nó chạy tụi nhau quá. Mày rồi. Trời ơi. Mà mày có sao trời. Nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi. Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, rồi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bép xép và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba, ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi. Mày đi đi mày thôi. Con cha mày à. Trời ơi. Bảy người biết thôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì vậy? Giờ sao vậy? Xếp hàng. Xếp hàng tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? 2, 3. Sao vậy? Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng, thanh tịnh như vậy mà mọi người lại tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Dạ. Ô tắc tăng 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 ta ra tăng 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 tăng. Ô đẹp đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong 2 hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc hả? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên, nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Tăng quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ
bà khổ lắm, hoài bà cứ khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm mình, em đang sướng. Anh hai. Con Út nó Gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Gì Út à? À anh hai à, thì... Tôi biết. Dạ. Trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thành vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. À, tao này ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên đòi ăn phở chi vậy trời ơi. Ghét. Cái gì? Mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong dạ. Mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở có thì mua hủ tiếu, có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy chứ, sao anh mắc cười quá anh ơi. Mắc cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý, nó có chữa nó thích ăn gì phải cho. Trời ơi, vô cái gì vậy? Trời ơi, sao? Trời ơi, bần ơi. Tại sao giữa đêm khuya thanh giang cái gì vậy? Bần Út có lại khó chữa, trời ơi nghe xong hết thanh hết trắng nổi rồi. Mình ơi mình. Hả? Mình giết em đi mình, em giải con không giỏi. Mình giết em mình ơi, mình giết em. Ba ba. Mình tránh ra. Ba đừng có giết má ba ơi. Lỗi tại con nè, con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em nói đại đi, con. Nói đại đi. Ờ, đúng rồi, ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói, con xin lỗi ba. Dạ, dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết chuyện gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba? Gì vậy em? Anh chuyện sao má? Dạ, dạ. ba đừng trách anh hết ba, lỗi tất cả do con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi, ba giết con đi ba. Mình em đi, mình ơi mình tỉnh, mình ơi mình tỉnh ra, mình tin mình mà ơi, dạ. anh hai cái gì? Anh hai em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi, cái này là lỗi tại em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa hoàng. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết, anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi sao giết chị? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em cái đi. Cái gì vậy? Em lại anh. Em giết em đi. Em lại anh. Anh giết em đi. Anh hai. Lôi ra nè. Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tuồn quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Thằng gì? Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê. Sao? Hồng cánh sen. Tại bà hết á. Mai buồn gì kỳ cục à? Tại vì tôi mua giải tôi may bà ba đó, cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình tỉnh mình thôi. Mình tỉnh đi. Dạ. Thôi anh hai đây, cái gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Ha. Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường, lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Ông nói gì vậy? Hay đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có rê nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ rê vô làm chi được chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy: không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? À, bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có biết không nghe. Bỏ.
mình ơi. Còn Út. Ba, ba. Bước lên đây. Dạ. Bước lên ba. Bước lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Đừng làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học. Tới ngày hôm nay, cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi. Mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên. Tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi Dượng ơi. Bình tĩnh bà ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tôi khổ quá bà trời. Bình tĩnh đi mình ơi. Đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao lại có thai? Dạ, dạ. Tại sao? Dạ, dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À, dạ. Còn sao nữa? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường. Tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em vì một cái được không? Dạ, dạ. Đừng có la mà. Còn sao nữa? Không. Hả? Dạ, xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con. Xong cái con không chịu, con giật lại. Cái nắm chặt hơn nữa. Hả? Cái nắm chặt hơn nữa, con không chịu, con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn, cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Rồi sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thời. Trời ơi. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có. Đâu ra mà nắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây nè. Chuyện gì đâu vậy trời ơi. Muốn xỉu muốn chết chứ đó. Một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mày nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Mày giang ra đi. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi, để tôi nói chuyện. Sao đúng? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, rồi học trên uy tín rồi này nọ. Đặng kia nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó ha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt mày đó, tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi. Tôi làm gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi. Mà tôi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền, đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về, chứ đó có ai gói đùm về không? Hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi hả? Đập thôi, đi. Thôi bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16 có nơi dập cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không?
Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dượng ơi, nói gì vậy? Đây, tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà, cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út? Dạ. Út. Ba má con á không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng chuyện gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Thôi. Được rồi. Thôi. Được rồi. À, bây giờ mở. Cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện thôi cho nó hiểu lầm thôi. Bây giờ. Sao cho. Mình không ở đây ngủ. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ ra rồi đi. Có gì quá trơn á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má. Dì Dượng. Vậy. Mấy anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không. Anh Quy đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Quy bên kia. Anh Quy chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, bồ con nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xàm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này rồi người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy? À, không thích nhưng mà, ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thiên Hà Paris. Tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thiên Hà.
Thôi chết tôi rồi. Thôi qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Nga bây giờ bút vé đâu, qua bên đó đâu. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bằng bon này. Tôi điên đầu. Mớ bằng bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là bà, theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi hồi trước đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bà ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó quy, anh Huy của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Đi mời Thiêm, tự trọng sẽ đi Thiêm. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? À? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi. Giạt ra. Yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh đây. Huy. Anh Huy. Đó. Ơi. Ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ra. Ai vậy? Làm gì vậy? Hai tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em trời em ơi, nhắc Huy đi. Ơi. Này Chí bữa, ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có anh có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà anh làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra nhà băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới. Không nhưng mà cái chuyện đó nó. Ba má tới đây rồi. Có. Tại sao lại tới đây? Khoan. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi.
Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây, cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không, này. Không sao mà. Làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá. Nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh thử hờ với em vậy? Ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, anh có, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là à, hồi nãy anh có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè. Đi, tôi đợi cho em hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá. Nựng lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng, 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 đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nha, vô luôn nha. Vô. 2, 3. Đến một ngày, một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng căng gì, bằng căng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dân, với anh em mãi là người tình trăm năm. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng quá trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay hả quay? Ai vậy? Quay hả? Ủa? Quay hả? Thôi, cái này đủ rồi. Quay hả quay? Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay hả? Con hở đau rồi. Dạ, con đây. Quay đau bò. À, cái biệt anh là bố đây. Quay đau. Tới đó cái biệt anh là bố đây. Hả? Anh nhìn Huy. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Ba anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quê đâu? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi đóng dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mẹ chục năm rồi anh đi ở mẹ đi cá anh đi ở mì đâu. Ai qua mẹ hát rồi được không? Tại em đúng không? Ba má chứ quê không ai biết gì trơn. Để tôi đóng dịch cho là nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À, ta hầu chưa ba mày đẻ mày ra mày cho mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây rồi chưa ra đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế quý để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi, núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tao dịch cho nè con. À, cho má mày nói là mày cho mày về cho bố đó, cho mày cho đủ rồi.
ba má nói gì vậy em nghe được. Dạ, bú á. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á, là cháu ni là con á, có lấy tân hủy ra là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Con nói không có hiểu, cái nuốt cái tiếng mà khó nghe, để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là kêu quay đâu chứ quê, là cháu là lớn lên rồi chưa, hồi xưa thì má cho con bú, nhờ con bú hạt hà. Dạ là sao? Đó, thì đó, vậy thôi. Ừ. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Thôi hai đứa bay đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Nào làm đám cưới đi. Tao thấy giãn ra, con mới giãn ra. Thế em nhập vào. Thế được rồi đó, mày hốt nó đi về mà mày hốt con này về mày ăn một năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt thanh ghi vinh với hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bác bỏ hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra giùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security. Rồi có tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở. Giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ quê. Dạ ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê cho chấm lấy cho mày. Ủa lấy đây. Đây. Hai người này là nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe đó. Cái này là hai người sư. Dạ đúng. Ai đấy em là security là bởi vì dạ tụi em là... cũng chỉ là security lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta chờ câu cả một tháng mà lãnh lương có một lần có gì kỳ vậy? Thì đó. Sao hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày là dạo sau này đó anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên em muốn gặp ai thì em gặp. Thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài. Cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn rồi. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đốt hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Ôi, con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè.
Thành cô nghe. Cô có anh nghe nè. Mệt quá nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết đó. Như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào. Đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi. Chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá mới lần lợi gần, anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sơ cu phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sơ cu đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Phải giỡn đâu à. Thôi, thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Dạ. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Yeah. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó anh ơi. Đã vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Ôi, con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sân vô sau bích. Mình hát cho các bạn nghe nha. Em đẹp không cần son phấn. Xin thầm xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót. Em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng. Điên cái đầu mày á. Ra phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh về phương biển vàng. Tình sẽ sớm những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu, thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà. Em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi. Bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó à. Thì sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ấy chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ cái nè.
À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ, chưa có ai selfie bao giờ nè. Cái bàn thờ. Đây, được nè. Vô coi. À. Hai. Con gái con nứa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn nè. Bàn thờ bà ngoại mày mà cũng phóng lên, mày phá được hả? Trời ơi. Trời ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm, nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm? Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên? Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con Hoài Tâm rồi nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá thì mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bánh cua mà giữ quánh con mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ, 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ, con đi biển mới về. Trời ơi con ơi, má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mẹ gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà, mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ, bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mà hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y, mình có cái chút đường cong mình phải khoe khoe chứ má. Trời ơi, vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi, trời ơi, nguyên một bãi biển bao nhiêu con người, vừa con hé lộ một cái rồi quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi dạ. Vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que là tại mày hả? Không, con nói Tâm. Chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con mốt sồ mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múi vậy đứng, trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì giả anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà ta lấy cây chọt cho người mà đứng im? Dạ đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó, dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng, anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ Hà Mã hay sao mà ta cắm mày tắm biển luôn. Con giống Hà Mã. Thái con vui quá. Giống Hà Mã vui quá. Vui quá má ơi, giống Hà Mã. Làm gì vui? Trời ơi, bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ. Má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi, con Hà Mã vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá mới chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều cái gì? Thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều, con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao hả? Cái để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ thôi coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng? Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên người ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh, cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má rồi con chạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm thì hại con. Vậy má mới nói. Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt, má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông, rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu, tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đoan, tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì? Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ. Cái thứ uống chanh mà không có lấy đường. Cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ê má, hỏi nè. Gì? Cái hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phân nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá, con hỏi thiệt, má chạy tao nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích phun nước biến coi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ, giờ tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ.
Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ. Còn người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ, anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn pằng 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 pằng. Con có hứa anh rồi, nếu mà anh về đây con chơi anh liền. Đó, anh bắn con bắn ảnh. Còn gì anh bắn game. Trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi là được rồi má ơi. Mệt quá, bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con ngồi đó, không có lấy anh đi, anh biết có tuổi khỉ gì ở nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Em đi body home. Who's it? Thằng Andy. Andy về rồi. Bớt rửng mở lại nha. Dạ, dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không được. Dạ. Ai mà rong rỏi ngoài vậy? Mỹ Tâm. Dạ. Ai vậy? Dạ. Ê, trời ơi, xách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ gì mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Ê. Các duyên âm cho gia đình con. Dạ. Thầy ơi, trời ơi, tôi biết mà. Đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Bây giờ anh nói đi, nói đi. Giờ anh là ai? Để cho má em biết. Thì đó, hết mẹ rồi tới con. Nha. Nghe đây. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè. Dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là dông nè. Dông dập dìu, dông ồn ào lắm. Thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây. Xin mời. Hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Vậy thôi, chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. Rồi dạ thôi em ngồi đây. Dạ ngồi đây hả thầy? Ngồi đó để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy. Giúp cho chân tay. Dạ. Chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kỳ vậy. Thầy thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa trời, cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy. Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ Đức ơi. Dạ. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ. Dạ thầy, hôm nay con muốn thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn. Đứng im coi. Dạ con ngồi im à thầy. Không, đang nói hai cái giông kia. Trời, nhà con nhiều giông dữ hả thầy? Nhiều giông lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều giông. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho dông nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Thằng quỷ nào đi trước tao tăng gấp dữ mày.
Thầy tao, thầy. Tao á, tao. Ủa, thầy hả? Dạ xin lỗi thầy. Thầy thắng thầy phải báo chứ thầy. Thầy ơi còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ đi. Chết nó. Trời ơi. Tự nhiên nó đau chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đứng im coi. Có sao không? Trời. Làm lễ cổng. Cá trời. Trời ơi, thắng rồi. Bà cha. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi, thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con không biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cứ đi. Đứng lại. Bà làm gì á? Con tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất vong. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. Cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Mang lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi. Cái này con biết. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy. Thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga ở Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Mang lại. Dạ. Ôi. Ê cái này con biết luôn. Ấn Độ. Đó thấy chưa, giống lắm á thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Con nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì hả? Cái gì vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dưới á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Ôi miết. Thầy ơi thầy. Còn có lại đi. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Sao cổ tôi vậy? Hả? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây. Còn có lại. Dạ. Đây, lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ. Bộ cái vòng này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dàng lắm. Má ngồi yên. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Cột xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy? Con. Ôi da. Thầy sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn thầy. Muốn cắt viên âm cúi xuống. Cái dòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá hả thầy? Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Bà con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống rồi. Ủa mới quánh ai nha cái kẹp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn mà binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kim thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kim thứ hai tao quánh. Về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Này thấy bắt đầu sai nè thầy. Sai quýnh nữa. Sai không được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê hai đứa cái gì? Ôi, trời cái gì vậy? Mở ra. Không có giỡn mặt tao bay nữa. Cắt viên âm cái gì? Cái gì? Về. Mắc cái chân ôn gì bà cắt viên âm? Ông mắc cái chân ôn vậy ông quánh đâu như con ông đẻ không vậy? Ủa. Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà hả? Ê bộ tuổi Dần nó ăn hết của ông cố nội xong vô ông quánh như con ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ có đau chứ mà đừng có đứng banh càng con già này nha. Tao nói thiệt mày, tao không cắt viên âm tao cắt buồn trứng đó rồi. Ráng đi. Cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói cho mấy người biết. Vậy con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi gả tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân. Nó thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy. Cái thứ cà chớ. Đáng thứ đáng. Má
đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. 37. Làm gì 37? Tuổi khỉ nó tốt. Tốt cái cù lôi. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha. Ông vô đây ông cắt được chiên ăn mà cắt không cắt được. Thôi, con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Mồi. Hả? Tại bà. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ à, ăn đào mà không ăn hết trái. Hả? Tại sao đó? Đó là tề thiên đại thánh đó. Lên cho nó hái banh vườn đào người ta ăn trái dục, ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi. Dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa, cái đào lùn nó hái. Tại đào lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi, khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già mắc toi mắc dịch đi đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Còn tôi bưng về đây tôi bán bánh canh cái món mà cái thứ đó, cái thứ thích ăn. Nha. Tôi về lại tôi bán mười mấy năm trời tôi chờ mà vẫn không về. Hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy cái bóng, lấy hành mà không lấy ngòa, lấy tiêu mà không lấy huyết. Được rồi. Má. Ông có cãi lời má. Phun nước miếng vào mặt ông cho tao. Xạo. Ây cha. Trời ơi. Bấy cái gáy luôn à. Con xin lỗi má. Má ơi. Quả báo đó. Đã má ơi. Báo. Má. Cái tuổi khỉ đó nó không phải như bà nghĩ. Đã như vậy như bà nghĩ. Hồi đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cụ lâu đi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đúng bà dụ vô vườn đào bà nói là thôi vô đây ăn đi anh. Xong bà sắn cái cây vô mặt nó mới ăn. Con nhìn đi. Với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mình nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mình nhìn đi. Công đạo ra mấy công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi. Cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà vũ đàng hoàng, bà vũ con cũng thấy vậy. Dạ. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Dạ. Tại tao nhớ thương người ta quá tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà chào. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt Dương Âm mà. Ghệ tao mà. Dạ. Con này con ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh that daddy. What do you say? It's my ghê. Trời. Ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy má? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép mắt mẹ nó chết à. Ha. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu không bà nào? Bà còn yêu. Tôi yêu được giàu á. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Ủa đó bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh. Chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi bụng mang dạ chữa mà, sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm nay tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghê này nè. Thấy nó xấu quá mà nhào vô coi thử. Tao không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. À quên, con tao á. Đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa mày Mỹ Tâm là con đất đi. Ba con á má. Ba nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Mày cứ heo chó hoài. Không phải. Sao
nãy giờ con vô đây con không hiểu, con nhờ Daddy về đây để con chậm bộ đi. Con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Rồi tôi định nhào quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Vậy. Nó là con khác. Nuôi. Yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó mày nói tao nghe coi. Dạ thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có. Thật sự nét là đẹp của nó vậy mà mày thấy sao? Sẵn vô. Chứ đây tao này. Nổi da gà rồi đó. Ba trời ơi. Không con... sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh con nói luôn. Sẵn có nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không em đi. Cái đó là cái lúc đầu thôi, nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá, nhưng mà con yêu cái nét xấu đó, mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Trời mưa xuống 2-3 lần nở ra là xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà diễn tả quá vậy mày. Không cái đó là cái thật sự, con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp đó. Bậy. Có lai tạp tao với bả. Dạ, nghe con. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà nét mày xấu của bả. Đúng không? Dạ ý là mày là tủi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi, con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á ha, có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra con nhắm lại con có xỉu 10 lần à. No. Con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè, cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh my god, buffet. Yeah. Andy. Mày nhoài quá con ơi. Andy. Ba dạy con mày vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhúng tự động. Tự nhiên 30 và tự nhiên bắt đầu là nó nhúng vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con nãy nè, khoan đã. Vậy? Con thấy anh Andy anh nói vậy, con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi, để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa qua nhà này. Thôi, bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này túi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi. Được. Nếu bà đuổi, tôi đi. 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 Ông đi thiệt à. Ừ. Nói ông tiếng đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vô tội nghiệp tao tâm mà. Trời ơi. Tao. Hả? Đi đây. Tao mặc vô khí già mắc vô à. Thèm chính mày em là sao. Đứng chào nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi đi. Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa. Về đây phụ bà bán bánh canh.
Thôi, những quyết định là về đây bán bánh canh không? Yeah.